Đây, ví dụ như quay cho các bạn nhá. Cái cây này thì tôi bảo rồi, các cái hàng ở đây là hàng nhập tàu. Tí quay nốt cây mộc nữa. Có thằng Tiến Béo nó vừa gọi kìa. Mẹ thất hứa với nó bao lần. Tại vì nó khó, anh em thuốc của đít mình. Cái hôm nay đến hôm qua nó cứ mỗi hôm quay cái nọ cái kia, thế là khách hàng người ta hỏi ấy. Thì hôm nay thì phải làm cho nó rõ. Rồi như hôm qua anh em thằng em Quý với thằng em Hùng nhìn cái cây mộc kia thì nó bảo là cái cây kia là em ấy nhất, còn các cây kia em nhìn ra là em biết là mộc tàu. Cái cây này hôm qua quay thì các bạn có thể xem lại video hôm qua, thì ông anh bảo là cây này là to nhất Việt Nam ấy, thì đéo nào ấy tự nghe video. Còn cây cây này tôi thấy cái độ quái, còn cái cây đằng sau thì cái bóng tán thì nó to nhất đấy, còn cây này thì bóng tán mấy cả các cái kiểu. Cái cây này ấy, nó bao hàm một cái, nó là cái hàng như kiểu là hàng thế hàng thiết ấy, nó trông cái phần thân mấy cả các cái bẹ mấy cả các tay cành của nó đẹp ấy. Chứ còn hàng bụi bụi kia có thể là mọi người nhìn nó nhiều rồi. Nhưng mà hôm qua bạn ấy bảo thì cây này thì tiền án tiền sự của nó thì bảo là nếu mà cái loại này mà về được từ trước dịch ấy thì có người ta chốt 501 rồi. Còn thằng bạn tôi mà nó xem thì cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc, thì nó bảo là nếu mà cây này mà là trà bạch ta thì nó nhiều tỷ đấy. Còn các bạn ở trên TikTok thì tôi cũng không hy vọng là ấy, nhưng mà quay để cho các bạn biết thôi, và chúng ta ngồi chúng ta phân tích. Ví dụ như có những người lớn ngớ thì có những ông có thể là có tiền tỷ hoặc là chục tỷ 20 tỷ, nhưng tôi nói thật ra cũng ít, tại vì trên TikTok thì toàn cái thế hệ gọi là doanh nhân tương lai thôi, chứ còn cũng không phải là chưa phải là doanh nhân. Thì các bạn quay sơ thì các bạn biết là cái thân bẹ với các thứ thì nó hơn cái hàng kia, xong rồi chúng ta sẽ đi đến gần để chúng ta nhìn xem ra là có ghép hay không, có ghép trên gốc sở hay không. Tức là cái thân này ghép thì ghép ở chỗ nào, và cái trà này là trà bạch nhập Trung Quốc thì nó khác cái gì với cả cái trà bạch của ta đấy, thì để các bạn rõ. Chứ nếu mà cái mà ví dụ như là trà bạch tàu này mày, là cả trà bạch ta ấy, nó không khác gì, ví dụ từ lá, từ thân, từ răm, từ chi ấy, thì các bạn có thể đặt cái nghi vấn là có thể là cùng một giống. Và cái câu trả lời của nhiều người anh em là cái trà này là Trung Quốc nó chơi hàng nghìn năm, Việt Nam mình mới chơi mấy chục năm, thì có thể các giống trà này xuất xứ từ Trung Quốc đấy. Cái câu mà tôi cũng muốn để các bạn rộng đường dư luận như thế, chứ còn nó khó. Nếu mà ví dụ như tôi cũng bảo thủ trì trệ, tôi quay cái trà tàu, tôi bảo là trà tàu nó rẻ, nó đẹp, nó thế nọ thế kia, nó giống trà ta hoặc là nó đẹp như trà ta với thế nọ thế kia, nhưng khi tôi quay trà ta thì tôi bảo là trà ta mới là đáng chơi, trà ta mới đắt, trà tàu thì nó rẻ mới thế nọ thế kia, không ai chơi. Nếu mà mọc thì tôi có thể là tôi ở giữa để tôi hiểu cái điều ý, nhưng mà cái trà này mình cũng không hiểu lắm đó, nên đấy là rộng đường dư luận. Còn bạn hôm qua bạn ấy quay và bạn ấy bảo là có thể là ghép trên cái gốc sở cho nên nó mới to được như thế này, thì các bạn nhìn xem nó ghép ở đâu. Thường là nếu mà khi mà anh em ghép ở dốc Văn Giang ấy thì người ta sẽ cưa đến chỗ này này, cưa đến cái chỗ này này ngang cái tay cành, hoặc là với nhiều người thì người ta muốn nhanh thì người ta ghép trên các cái đoạn cành. Thì mọi người nhìn từ dưới này thì nói thật ra nếu mà ghép ở phía dưới này thì chả có tác dụng gì. Đấy, ghép ở dưới này thì không có tác dụng gì, tại vì nó ghép ở đây xong rồi nó to ngang như này thì chắc là không có chuyện là ghép ở đây, mà ít lắm, ít không có trường hợp ghép ở đây mà người ta sẽ cưa xong người ta ghép ở phía trên này này. Thì các bạn sẽ thường là đây, để tôi quay cho các bạn này, đến cái phần này nhá. Đấy là để các bạn có rộng đường dư luận, xong rồi nu niếc các kiểu. Đây các bạn, nếu mà ghép thì các bạn, nếu mà ghép trên gốc sở thì các bạn cũng phải có vết ghép, nó biết nó ghép ở đâu. Nó ghép đấy, thân này. Còn thước thiếc các thứ thế này đo, thằng cu con tôi tí tôi bế nó lên đây thì các bạn biết này, da này. Đấy, thì các bạn xem theo cái da của mọi người, cái cây trà ta của mọi người thì nó thế nào. Còn ghép trên gốc sở thì chúng ta sẽ ngồi phân tích xem là ghép từ chỗ nào. Đấy. Tôi cũng đang nhìn và tôi cũng không biết nó ghép ở đâu luôn, nếu mà nó có ghép. Đấy. Còn cái hàng ghép nha, cái trên gốc sở hoặc là cái ấy nó thô lắm. Những năm ngoái toàn những cái gốc tầm như thế này này, thoát thân thẳng tưng. Đấy, còn các bạn nhìn đây này, lên đây bắt đầu chai tay cành, nếu mà người ta ghép thì người ta sẽ ghép từ chỗ này này. Và tại vì nếu mà ghép nha thì là ví dụ như nuôi từ cái cành này ra thì nó nhanh. Chứ còn nếu mà ghép như thế này để mà nuôi được một cái tay như này thì nó rất là lâu, cho nên thường là mọi người sẽ thấy là ví dụ bình thường như anh em mà có ghép trà thì chắc là tôi nghĩ là ghép từ cái chỗ như thế này này. Đấy. Tôi còn chưa nhìn thấy nó ghép ở đâu. Đây, nếu mà ghép
Cây này tôi nghĩ là nó là nguyên bản đây, nhìn nhé. Đấy, theo tay thôi này. Đấy, nên đây dăm chi này. Quay thế này quá cận còn gì nữa. Đây, nên tận cành nó bắt đầu có hoa rồi. Đấy, chưa biết ghép ở đâu. Đấy. Ông ấy bảo là ghép trên cốc sở thì... Đây, cái cành này thì nó đang bị như này, nhưng có thể các bạn xoay không? Đây. Đây, các bạn bảo ghép ở đâu? Hay ghép ở đây. Đấy. Nếu mà có ghép thì nếu người ta ghép ở đây. Các bạn nhìn xem cái này có phải vết ghép không? Cái thứ hai là dựa trên nhiều cành khác nữa chứ không phải mỗi cành ý. Các cái kia thì nó cao quá. Đây. Đấy, ghép thì các bạn phải biết là nó ghép ở đâu. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà nhìn như thế này thì không, tôi không nhìn ra vết ghép. Nếu mà phải nói thật, không phải hôm nay mình quay cây này xong mình bảo là cây này nguyên bản. Nhưng mà nếu mà ghép thì các bạn trong giới ấy, thì các bạn phải nhìn ra là nó ghép ở đâu. Nhưng mà bây giờ cây nó từ Trung Quốc nó về đây thì hôm qua tôi còn trèo lên tận đây này, đéo bị gãy. Đó. Thì các bạn phải biết là nó ghép ở đâu. Đấy, bình thường nếu mà như anh em ghép là sẽ ghép đúc ở đây hoặc ghép trên này. Nhưng mà đây như cây cảnh này, nó bị ghép ở đâu. Đấy, thì tôi nghĩ nó là cây nguyên bản đấy. Xong rồi chúng ta lại sang bên cây kia xem nào ghép hay không. Nhưng mà thường là ngày xưa nó ghép thì là nó lộ lắm, chứ nó không như thế này. Cây này nó rất cổ quái nhá, tí tôi sẽ đo cho vanh gốc. Bây giờ chúng ta xeo theo cái cành để lần lượt để xem nó ghép ở chỗ nào. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta bảo là ghép trên gốc sở, nhưng mà rõ ràng là ở trên này thì tôi chả nhìn thấy vết ghép ở đâu cả. Mấy cái thứ hai là hỏi bọn Trung Quốc thì chắc là nó cũng không thật thà như mình. Đấy, thì các bạn nhìn thì nói chung là cái ghép ấy thì bao giờ là như bọn tôi nhìn là nó dễ mà. Đấy, nếu mà có ai đấy mà quay mình đang đứng trên gốc cây trà như này thì cũng ghê phết đây nè. Trèo leo. Đấy, thằng bạn tôi nó bảo nếu mà trà ta là nhiều tỷ. Còn đây hoa bạch đây nhưng mà nó không chuẩn form. Đấy, các bạn nhìn nhá, từ lá này. Từ lá này, từ hoa này. Đấy, là không biết nó khác địa điểm gì thì tự các bạn chơi trà nhiều thì các bạn biết. Tôi chỉ biết là cái cây của tôi hình thế nó như thế này, giá nó như thế này, quy cách nó như thế này thôi. Nó cao. Thế là không nhìn thấy hoa. Đây. Đấy, mọi người bảo là buồn cười. Nên cả quay đây này. Đây, hoa này, lá này, mặt trước mặt sau đây. Ngại lắm như đi vặt cây và vặt hoa và thiếc thế này, ngại lắm như. Đây lá đây nha. Mà cái trèo này mà đéo nó đéo bị toạc phát nhỉ. Nó hôm qua trèo rồi cho nên là không thấy nó toạc. Cái này thì nó chưa chuẩn form. Đây. Nếu ai hack xì xẳng như mình trèo cả lên đây. Mà cây thì rất đắt. Ui ôi. Ôi. Nào. Đấy nó tan này. Đây còn gốc nha. Thằng cu con lại đi đâu rồi? Nói chung là cái này thì không ấy được, không nhìn ra cái vết ấy đâu mà bảo là ghép nhất đâu. Mà vặt được cái hoa nhưng mà xuống là phát nó rụng bả mất. Cứ để cái hoa để cho nếu mà có khách người ta lấy người ta nhìn thấy bông hoa ấy. Qua hai anh em tháo cái này ra thì đấy, nhìn cái thân như thế này này. Già giết các thứ này. Để đo xem cái vanh nó thế nào. Lắm. Vanh nó là vanh 60 rồi này. Đấy, bán hàng thì phải như thế này, 60. Vanh 60. 60 đo trên khoảng 5 phân. Đo dưới thì chắc là được 65. Cây giá trị trèo lên nó toạc cho phát thì 30, thoát 30. Đấy, nào. Còn nếu mà thoát bóng thoát đấy lên như này thì đây là cái đoạn này là thoát thân này. Nó hai thân này. 30. Thấy chưa? Rất ghê gớm. Còn cái phần này khéo còn bới ra nó còn bẹ to nữa. Đấy, để cho mọi người biết là hôm qua có ghép hay không. Với cả cái vấn đề là lá với hoa với cả dăm chi thì nó thế nào. Phần này. Đấy, quay nốt cái lá nhỉ. Xem là cái lá. Ừ. Cái lá là xem như thế nào nào.
Ui giời. Rồi, ná đây. Đấy, các ông xem ra là cái ná của cái trà bạch của mọi người nó sẽ xem như nào nhé. Nó khác không? Đấy, còn thế thôi. Tại vì hôm qua bảo là hàng ghép nhưng mà tôi không nhìn ra vết ghép đâu đâu.